Cô hù, nãy giờ nhức đầu rồi, cái mê cung nó lắm rồi, bây giờ mà còn chơi lại cái mê cung nó chắc chết quá. Hello và chào mừng tất cả mọi người lại tiếp tục quay trở lại với lại một video Minecraft đầy điên khùng nữa của mình ở trong ngày hôm nay. Và hôm nay vẫn là mình đây các bạn ơi, mình chính là KSD đây. Yeah, yes, so true. Thì ok các bạn ơi, lý do vì sao đó nha, mà ngày hôm nay đó hả, mình đang đứng ở một cái vị trí giống như là ở cái nhà tù như thế này, là bởi vì hôm nay lại tiếp tục có một vị khách tới các bạn ơi. Và anh ấy hả, đang mong muốn nhờ mình điều tra một vụ án, là bởi vì anh ấy nói rằng là cái văn phòng làm việc của anh ấy dạo này có chuyện gì đó không hay xảy ra các bạn ơi. Cho nên hôm nay mình là thám tử KSD, chuyên gia tìm hiểu và điều tra những điều kỳ lạ, sẽ đi tìm hiểu điều này các bạn. Thì được rồi các bạn ơi, bây giờ nói nha, trước khi ha chúng ta bắt đầu video mới trong ngày hôm nay, các bạn ơi, nếu như các bạn là người mới tới kênh của mình lần đầu tiên, đừng quên hãy cho mình một nút đăng ký nhé, cũng như hả làm một lượt like và một lượt chia sẻ. Yes, so true. Rồi ok, thì bây giờ trước khi ha chúng ta bắt đầu cái Minecraft map kinh dị này, hãy cùng mình đọc cốt truyện trước. Đây các bạn ơi, cốt truyện này các bạn. Mình tỉnh dậy ở một cái văn phòng kỳ lạ, là cái văn phòng của anh khách hàng đó các bạn ơi. Đúng rồi đó. Mình không có bất cứ một cái ký ức nào về việc mà ai đã đưa mình tới đây. Chúng ta chắc hẳn đã có được một cái sự hoang tưởng nào đó. Và mình cần phải tìm một cách, tìm một lối ra và tìm cách phục hồi cơ thể mình. Và tìm cách phục hồi cái trí nhớ của mình các bạn ơi. Được rồi, thì bây giờ hãy cùng nhau bắt đầu nào. Let's go. Rồi, giờ trước tiên các bạn ơi, là mình sẽ loát cái âm thanh trước các bạn. Ok. Từ các bạn ơi, mình sẽ loát lần nữa các bạn. Hết hồn. Gì vậy trời ơi. Hết hồn các bạn ơi. Đúng hết hồn luôn các bạn. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ gọi là để mình tìm cách khác các bạn ơi. Ok, bây giờ để mình rồi bạn đợi mình xíu nha. Rồi, các bạn đã bắt đầu thấy rùng rợn hơn chưa? Mình bắt đầu thấy rùng rợn hơn các bạn ơi, quá kinh khủng luôn. Bạn coi là ghê chưa? Rồi ok. Và bây giờ hãy cùng mình bắt đầu nào. Let's go. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu được chơi các bạn ơi. Chúng ta sẽ vào, hãy chuẩn bị cho cái hả ác mộng kinh khủng nhất, dịch chuyển người chơi. Rồi ok bạn ơi, thì bây giờ là hiện tại là mình đang ở chỗ, ui hình như đây là con, đây là cái con búp bê Billy mà các bạn. Mình đang ở đâu vậy ta, đi xuống sao giờ? Ok, đi xuống được rồi các bạn ơi. Theo như mình nhớ các bạn ơi, đây chính là con búp bê Billy mà các bạn, bạn coi được thấy không, đây nè, mình nhìn rõ không các bạn ơi, đây nè, đây chính là con búp bê ma Billy đó các bạn. Con búp bê ma này chính là con búp bê ở trong cái phim mà im lặng là sống sót đó các bạn ơi. Nghĩa là chỉ cần chúng ta im lặng đó nha, thì chúng ta sẽ không bị gì hết. Rồi ok, thì để mình tìm đường ra các bạn. Ui sao tự, trời ơi các bạn ơi, nó tự mở các bạn. Mình hết hồn giật mình luôn á. Trời ơi, đau tim thiệt sự. Ok. Ui, nó lại tự đóng cửa đó các bạn. Ôi xong nhóc mình chổng con đi ghê quá vậy. Hãy cẩn thận. Với những cái cửa ở trên bức tường gì đó con cháy đi các bạn ơi. Giờ mình, ôi các bạn coi nè, ở đây có vẻ như là mình đang có suy nghĩ các bạn ơi, hình như hả đây là một cái công ty, một cái văn phòng làm rối các bạn. Bởi vì con Billy này nó nha các bạn, vậy con này nè các bạn ơi, hai này nè các bạn ơi, đều là những con rối các bạn. Sao tối thui vậy trời, phải tối thui các bạn ơi. Ok, mình đang mở cửa như thế nào đó, bạn thấy không, lại thêm một con rối đó các bạn. Từ đã, hình như cái map này ở tên là Doommaker, có nghĩa là người làm rối các bạn ơi, thợ làm rối hay sao á. Ok, ở đây có những bức tranh, không biết cái tranh của ai đó. Bức tranh này, ôi cái bức tranh này, đây là cái cậu nhóc đã bị biến thành rối nè các bạn. Ôi đừng có nói là hôm nay mình cũng sẽ bị biến thành rối nha. Ai đây, đây là những bức tranh của những ai đó các bạn ơi, đừng nói là những bức tranh này nó sẽ đổi. Hết hồn bro à, đừng có hù vậy chứ, mở cửa ra thấy nguyên cái mặt con quái vật luôn các bạn ơi, nó hù mình một phát các bạn. Hết hồn luôn á, bảo sao nó kêu mình phải luôn luôn cẩn thận trước những cái cửa khi mà mở cửa các bạn ơi. Cẩn thận nào, cẩn thận ơi. Ok, giờ phải cẩn thận các bạn ơi, chứ không thôi mình sẽ chết các bạn. Sao ở đây cũng tối thui vậy trời.
Bị hù một phát hết hồn các bạn ơi. Wow, đây là ở đâu đây? Đây là ở đâu đi trời? Các bạn coi nè, ở đây có những cái đầu các bạn ơi, mà mình không biết nha, cái văn phòng này đang chứa chấp những cái đầu của những con người thiệt hay là cái chỉ là một chỗ làm rối các bạn, không biết luôn á. Ok ok, giờ để mình đi qua đây thử coi. Đường nào bây giờ các bạn? Ok, cái đường này. Ôi, cái gì vậy? Cái nhà máy này đã sử dụng những... Cái nhà máy này đang sử dụng những cái đầu của con người để biến họ thành những con rối của... Họ thành những con rối các bạn ơi, các bạn coi thấy không? Đó, bạn coi là đây là những con rối các bạn. Không mà tin được các bạn. Mà cái con rối này nhìn ghê thiệt sự luôn á. Giống như mới cảm giác giống như các bạn ơi, là những con rối này các bạn đang nhìn thẳng vào người mình các bạn ơi. Đang nhìn thẳng mặt mình vậy đó. What the hell? Đây là gì đó? Restroom, phòng nghỉ các bạn ơi. Phòng nghỉ có gì không? Ôi, mình vừa nghe tiếng gì rồi các bạn ơi. Mình đang nghe thấy cái tiếng gì đó. Mình đang nghe thấy cái tiếng gì đó, mình không biết tiếng gì. Ơi, ghê quá các bạn ơi, mình nghe cái tiếng gì đó rồi nè. Đó là cái tiếng nhạc kinh khủng rồi nè các bạn. Đừng có nhìn mình nha. Suy nghĩ tiếng gì vậy trời? Mình chỉ hy vọng rằng là hả, những con rối này các bạn ơi không sống dậy rồi đi dí mình các bạn. Không như vậy. Ok, giờ mình đọc đây nào. Ở đây là storage. Storage là nhà kho bạn ơi. Nhưng mà nhà kho thì bây giờ biệt thự á, ai kêu xuống dưới đó là mình không dám xuống các bạn ơi. Dr. Hugen Stress Laboratory, văn phòng của tiến sĩ Dr. Jordan. Ok, hở xuống phòng cái chỗ nhà kho như thế nào nha. Xuống thử đi các bạn. Thì là mình không dám xuống bây giờ đâu, có thể cứ xuống thử đi. Ở đây là Don't Mess Wrong Turn. Don't Mess Wrong Turn, đừng đi sai đường các bạn ơi. Nó kêu mình là đừng đi sai đường. Thôi, nó kêu mình đừng đi sai đường thì mình thà không đi các bạn ơi. Lên đây không đi. Không dám đi sai đường các bạn, đi sai đường chắc mình chết luôn quá. Đừng đi sai đường các bạn. Don't Mess Wrong Turn. Bobby. Đây là cái Bobby, là Bobby các bạn ơi. Slappy và Billy. Đây là cái tên Billy. Là Slappy và Bobby các bạn. À, mình hơi đau tim rồi đó. Cái gì đây? Ủa ai vậy? Mình các bạn thấy không? Mình vừa thấy một cái bóng người các bạn ơi, bóng người của một cái con gì đó, một con rối hay sao á, mình nó biến mất các bạn. Làm sao ta? Không hiểu không á? Ở đây có những cái thân người nữa các bạn ơi. Và những cái đầu búp bê nữa. Mình bắt đầu thôi chúng ta nên tìm cách trốn thoát ra đây các bạn ơi. Bây giờ nha, không còn gì hả an toàn hơn mình việc trốn thoát ra đây các bạn ơi. Phải tìm cách thoát khỏi đây. Đây là những cái cửa gì đây? Sẽ có những cái lò hay gì đó. Mình không biết các bạn ơi. Mở từng cái rương ra vậy. Mình nghĩ đây là những căn phòng của những nhân viên làm việc. Nghĩ như vậy các bạn ơi. Đúng rồi đó. Đây là những phòng của những nhân viên làm việc các bạn ơi. Đừng nói là bây giờ lát nữa là mình phải đi xuống từ từ để mình thử mở cái từng cái rương rồi xem không biết nó có cái nó có một cái bất cứ một cái chìa khóa nào không. Mình phải tìm hiểu các bạn ơi, mình phải đi tìm hiểu cho kỹ. Lỡ như cái chìa khóa ở đó hay là một cái gì đó nó, mình đã bỏ qua là mình sẽ không biết đó các bạn. Mình sẽ mất á. Cho mình giờ phải mở hết. Có vẻ như không có gì hết các bạn ơi. Mình đã xuống căn phòng. Ôi em thấy không? Dr. Diary này các bạn thấy không? Nhật ký của ông bác sĩ Dr. Hogan, tiến sĩ Hogan. Những con rối đang được bán ra một cách rất là thành công. Chúng hả được bán ra thành công hơn cả dự kiến. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng là chúng có thể trở nên hoàn thiện hơn. Những gì mà tôi cần chỉ là một vài cá thể để tôi có thể thử nghiệm. Chúng nó có thể trở nên hoàn thiện bằng chính cách mà tôi muốn chúng như vậy. Điều này sẽ rất là khó để đạt được. Nhưng mà tôi sẽ đặt tên nó là những con búp bê hoàn thiện. Cái việc thực hiện, cái việc sản xuất ra sẽ là thứ khó nhất mà tôi đã từng cố gắng để hoàn thiện trước đây. Nhưng mà nếu như tôi làm sai một điều thôi đó nha, thì tất cả dự án này sẽ trở thành một cái thất bại. Và tôi không muốn và tôi sẽ phải bỏ luôn cái dự án này. Nhưng mà tôi chỉ có duy nhất một cơ hội để có thể làm được con búp bê hoàn thiện nhất. Oh my god. Hay là có khi nào hả các bạn ơi, cái ông tiến sĩ này đã vô tình làm ra con búp bê hoàn thiện nhất, đó chính là một con ma búp bê không các bạn? Và sau đó con ma búp bê này đã bắt đầu đi gọi là nó đi giết người không? Mình nghĩ rất hơi là như vậy đó các bạn ơi. Ok, vậy là cái phòng này không có gì hết á. Vậy là chúng ta sẽ phải đi xuống phía dưới cái tầng hầm các bạn ơi. Chúng ta sẽ đi xuống dưới cái store này rồi các bạn.
không cách nào khác hết đó. Mà mình thì cực kỳ không thích xuống story tí nào, bởi vì xuống story các bạn ơi là sẽ không có một cách nào mà mình có thể sống sót được hết đó. Mình rất là ghét. Này mở được chưa? Chưa mở được. Bây giờ không có cách nào cả, phải xuống dưới tầng hầm các bạn ơi. Và tầng hầm nói rằng là don't make wrong turn, có nghĩa là chúng ta không được đi sai đường. Nếu như chúng ta đi sai đường thì các bạn biết rồi đó, mọi chuyện sẽ tan nát cuộc tình em. Chúng ta sẽ lên đường tìm đường cứu nước và sẽ không có cách nào để sống sót lại được các bạn ơi. Bây giờ don't make wrong turn, đừng đi sai đường nha các bạn. Mình nghĩ là xi bên phải đấy các bạn ơi. Don't make wrong turn, đừng bao giờ đi sai đường. Ok, ở đây là đường cục các bạn ơi. Đường cục mà có đường cục thì có bị dấu chạy. Vậy chắc đi đường này các bạn. Đừng đi sai đường. Ok. Ok, ổ đường cục luôn mà. Hai cái là đường cục mà các bạn. Sai vậy ta? Ủa? Nó ghi nè, don't make wrong turn nè. Don't make wrong turn, đừng đi đường sai đường. À, có ba cái đường các bạn ơi, còn đường ở giữa nữa. Hy vọng đường ở giữa là sẽ có gì đó đi. Ủa, có gì đâu đi đâu các bạn. Thấy gì luôn nè. Đường giữa, đường kia, đường nào cũng không đi được hết á. Hay là ở đây? Ở đây có đâu được đâu. Hay là ở đây ta? Ở đây các bạn ơi. Mình đang đi nè các bạn. Ui, bắt đầu thấy ghê ghê đó. Rồi nên đường nào đây? Đây là một cái mê cung đó các bạn ơi. Mình là mình có a little time can make anyone mad. Một chút thời gian có thể biến tất cả mọi người trở nên điên loạn hơn. Thử đi xuống dưới đây thử coi. Mình sẽ thử các bạn ơi. Ở đây là sai đường rồi nè. Ở đây không đúng đường các bạn ơi. Ây da, mình ghét nhất là mấy cái mê cung đó các bạn. Vì mấy cái mê cung thì nó sẽ không có chơi được. Ok, ở đây thì nó... Mình sẽ đi cái đường nào bây giờ? Cái đường tà này thật sự ghét cái mê cung quá các bạn ơi. Ok, mình nghĩ chắc là đi đúng đường đây các bạn. Cứ mò mò hồi ra. Khéo hồi nó đang đi ngược đường lại luôn các bạn ơi. Mình đang bị lạc trong cái mê cung này các bạn. Mình đang bị lạc trong cái mê cung này các bạn ơi. Oh my god, không ngờ là mình chỉ không ngờ rằng là cái nhà máy này có qua cái mê cung luôn á. Và bây giờ mình đang bị lạc rồi. Ồ, cái nút các bạn. Cái gì đây? Good job, one more button to go. Bobby nói rằng là còn một cái nút nữa các bạn ơi. Mình còn phải tìm tới hai cái nút nữa hả? Ây da, tìm tới hai cái nút này hơi khó khăn nha. Ok ok, vậy là nhiệm vụ của mình các bạn ơi. Chúng ta sẽ tìm tới hai cái nút. Nhưng mà bây giờ mình đã tìm được một cái nút rồi các bạn ơi. Mình cần tìm thêm cái nút nữa. Nhưng mà hả, cái con đường tìm được cái nút thứ hai này sẽ hơi khó nha. Bởi vì mình vẫn chưa hình dung được cái map này nó như thế nào. Chúng ta còn phải tìm cách để tìm được hai cái nút. Mình thì cực kỳ ghét mấy cái vấn đề tìm mấy cái này ở trong Minecraft hay là map kinh dị. Bởi vì sao nó lại chích đầu các bạn ơi. Find your way out of here or die trying. Hãy tìm cách thoát khỏi đây hoặc là cố gắng tới chết. Ok ok, ôi mình bị kẹt ở đây rồi. Rồi căng thẳng rồi đó, bạn thấy không? Mình đi một hồi mình lạc đường liền. Không biết đang ở đâu luôn á. Đi một hồi mình lạc đường liền các bạn thấy không? Cho nên là mình cần phải tìm một cách nào đó. Ok đường này đi. Ok ok, mình đang ráng tìm cái nút thứ hai. Ok, the button has been pressed. Cái nút này đã bị bấm rồi. Ôi lúc đó hồi nãy lúc đó mình bấm rồi đúng không ta? Trời đất ơi, mình ghét nhất là tìm mấy cái mê cung như thế này luôn á. Bảo sao người ta kêu, bảo sao cái thằng đó nói là don't make wrong turn, đừng có đi lộn đường các bạn ơi. Đi lộn đường là mình sẽ chết đó. The button has been pressed. Cái nút đã bị bấm rồi. Ủa? Mình có bấm nút nào đâu, hai nút khác nhau luôn kìa, mình chưa bấm nút nào luôn á. Bấm có một cái mà. Vụ án này đã lên đường rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ phải mãi mãi kẹt ở trong đây sao? Mình sẽ mãi mãi kẹt ở trong đây các bạn ơi. Mình nghĩ là như vậy á. Mình sẽ phải tìm đường ra. Mình cần phải, mình không được die trying. Mình cố gắng là các bạn ơi, die trying cố tới chết. Chúng ta sẽ phải cố tới chết các bạn ơi. Phải cố tới chết các bạn. Càng đi càng rối. Ở đây mình đi chưa ta? Như ở đây mình đi rồi sao mình chưa đi nè? Đúng rồi, đi rồi các bạn. Mình đau đầu quá, đi thôi luôn á.
Cái nút thứ hai nằm đâu vậy? Các bạn ơi, bạn thông cảm giúp mình nha, mình cũng cực kỳ ghét cái đường này các bạn. Mình là một thằng nó mù đường lên vừa chúa rồi. Bây giờ còn bắt mình đi tìm mấy cái này nữa, làm sao mình tìm nổi. Ok, đây có đường gì nè các bạn. Giờ chúng ta cứ thấy nào mà đi đại đi các bạn ơi. Đi đại đi là thấy à. Ok, đường này các bạn như khá là lạ đây. Ở đây mình khá là lạ các bạn ơi. Ở đây mình chưa đi bao giờ nè. Đường này khá là lạ. Lạ đâu mà lạ. Điều này đường cục mà, lạ đúng rồi. Má ơi, mình cần phải có hai cái nút với các bạn biết sao không? Hai nút với các bạn mới mở được cái căn phòng của ông Dr. Howin hồi nãy á các bạn. Mà cái ông này ông làm quá. Thì có cái phòng đó thôi thì cứ làm bình thường đi. Tuy nhiên ông làm lắm vô bây giờ mình không có cách nào mở đi được luôn á. Firewall out here now or die trying. Mình về đây thấy giờ 2-3 lần rồi đó các bạn. Đây là lần thứ hai mình về đây rồi đó. Rồi ok, giờ cái lúc này không đi nữa nha. Rồi mình sẽ không đi nữa nè. Giờ đường này là mình giờ sẽ đi ra đường này. Đường này ở đây. Ở đây có cái lường nè. Ở đây bị kẹt nè. Ở đây là có cái đường nè. Ở đây là cái đường này là đi đây nè các bạn. Đi đây là bị kẹt nè các bạn. Là đường cục nè. Giờ đi về đây. Về đây đúng không? Đi đây đúng không? Về đây có bị gì không? Không bị gì hết nè. Ok, sao mình nghe tiếng gì nữa vậy? Mình nghe tiếng gì đó các bạn ơi. Mình nghĩ chắc là mình đang đi đúng đường các bạn. Đúng không? Mình nghĩ như vậy đó các bạn ơi. Mình nghĩ mình đang đi đúng đường rồi đó các bạn ơi. Sắp ra được rồi đúng không ta? Ok các bạn, ra được rồi các bạn ơi. Press the red button. Press the red button. The red button nằm đâu? Mình ra được rồi các bạn ơi, may quá các bạn. Mình đi ra được các bạn ơi. Bây giờ nó kêu mình hãy nhấn nút đỏ. Nhấn nút đỏ, nút đỏ nằm đâu? Có hai nút đỏ lận. Hồi nãy mình nhấn có một cái các bạn ơi. Ở đây chưa mở được. Rồi già công nhận là mình đi ra được. Mình cũng thấy mình tài giỏi ghê các bạn ơi. Mình nghĩ là một cái nút đỏ để còn nằm ở trong chổng. Ở đây sẽ là đường mê cung thứ nhất nè. Đây là cái mê cung thứ hai. Cái mê cung này á, thì nó bị kẹt rồi các bạn. Không đi được nè. Vậy thì cái mê cung ở kia cũng bị kẹt rồi. Vậy bây giờ còn cái ở giữa thôi. Mà ở giữa giờ phải tìm đường khác. Hay da các bạn ơi. Sau cả chục phút, nửa tiếng, một tiếng đồng hồ, mình ngồi mình lăn mình lộn với cái tầng hầm đó các bạn. Chứ cái mê cung chết tiệt đó, thì cuối cùng mình phát hiện ra rằng là cái nút thứ hai các bạn ơi, cái nút cuối cùng nó nằm ở trên lầu các bạn ơi. Và bây giờ mình phải ấn cho nó. Ai da, mình khổ thiệt sự các bạn ơi. Cái nút của mình, trời đất ơi, mình tìm thấy bà luôn ơi. Mình vừa tìm một cái và bị hù liền các bạn ơi. The door can now be open. Cánh cửa giờ đã mở các bạn. Mình quả thiệt sự luôn, mình tìm cá một tiếng đồng hồ, mình ngồi mình tìm cái nút đó, mình tìm hoài không ra. Mà ai ngờ cuối cùng phát hiện ra rằng là nó nằm ở phía trên các bạn ơi. Nằm ở phía trên lầu. My god nịt. Ơi mà mình bị con quỷ đi hù phong phát chắc muốn đá em quần các bạn ơi. Khổ ghê luôn, thôi kệ đi rồi. Chúng ta di chuyển tiếp các bạn ơi. Khổ ghê luôn á. Tìm cái map không, tìm hoài không ra, bực bội thiệt sự luôn. Ôi anh ơi, đừng giùm như thế, đừng làm như thế, đừng làm trái tim đau, đừng hù mà. Đôi đi tới đâu là cửa hư đó vậy? Cửa đừng có hư nữa, thiệt sự luôn á, đừng có hư cửa đó, đừng có hư cửa đó, đừng có hư cửa đó. Đi đâu là hư cửa đó vậy? What the hell luôn á, what the hell luôn á, sao nó hôi vậy? Đừng có hư cửa nữa. Rồi cái gì đây? Tại sao ở đây khu vực này là có nguyên một đống những cái con búp bê đang ngồi vẫn nhau đang ăn tối với nhau vậy? Búp bê đừng ăn tối với nhau. Ôi, nó nhìn mình các bạn ơi. Tôi nghĩ rằng là những cái con búp bê hả, có những cái suy nghĩ của riêng nó. Tôi tự hỏi là không biết nó có giết tôi không, có làm hại tôi không. Mấy anh ơi, em không làm hại mấy anh đâu, mấy anh đừng nhìn em nha. Nãy giờ em nhức đầu lắm rồi. Em đi cái mê cung đó mấy anh, em khổ lắm luôn á mấy anh. Mấy anh còn hù em nữa là em buồn em khóc luôn á. Mấy anh làm em buồn quá đi à. Trip shipping truck 1, cái xe tải gửi đồ 1. Shipping truck 2, xe tải gửi đồ 1. Mấy anh đừng dòm em, đừng dòm em, đừng làm em đau. Đừng làm em sợ, đừng làm em hốt hoảng. Oh my god, sao mấy anh nhiều vậy mấy anh ơi. Này cái gì vậy, nấp được không, nấp được không các bạn. Này chắc là, à các bạn ơi, đây là một cái một cái đồng hồ anh ơi. Mấy anh ơi đừng hù em, đừng hù mai em. Đừng làm em đau, đừng làm em khóc. Đừng làm em sợ, đừng làm em đau tim. Đừng làm em lo. Ơi, mình đang ở đâu vậy? Ôi không, tại sao lại ở đây đây? Tại sao mình lại về lại đây? Dr. Howland Fred Laboratory. Ủa sao mình lại ở đây ta?
Sao ở đây đường này lại mở vậy? Hồi nãy mình nhớ các bạn ơi, đường này có mở đó các bạn, bây giờ lại mở. Làm sao? What the hell? Cái gì đây nhỉ? Ở đây có một cái gì vậy các bạn ơi? The box. Gạt thử ơi. Bum 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 bum. Đừng mấy anh ơi, có gì đây? Một người bị treo cổ lên hành tinh này sao vậy? Các bạn coi đã các bạn ơi, cái hộp pin bóc này các bạn ơi, nó xuất hiện ra là không phải một cái con quay như bình thường các bạn, mà là một người anh ta bị treo cổ. Ôi đừng ngủ ma, đừng nhát ma nhau như thế, tôi sợ lắm, tôi sợ ma lắm, đừng có hù tôi nha, đừng có hù. Nãy giờ nhức đầu rồi, cái mày cũng mới lắm rồi, bây giờ mà còn chơi lại cái mày cũng mới chắc chết quá. Anh Billy ơi, là anh Billy, trời đất ơi, mình vừa vô cái đó hù mình các bạn ơi. Ok, ở đây có đèn sáng. Mình đau tim quá các bạn. Tim mình đau. Tim mình tan nát. Tim mình bị yếu đuối. Mình bị yếu các bạn ơi. Mình bị yếu tim rồi. Tim mình yếu quá. Đường này đây. Đi đường này lẹ lên. Ok. Trời đất ơi, đi lẹ lên đi. Tôi không dám ở đây nữa đâu. Tôi sợ lắm rồi. Hãy cho tôi ra khỏi đây. Hãy để tôi hắt ở đây. Tôi không làm thám tử nữa. Tôi không muốn điều tra chỗ này nữa. Tất cả là tại vì cái mê cung chết tiệt đó làm tôi quá đau đầu. Tôi quá nản. Tôi không muốn làm việc. Tôi không muốn làm nữa. Tôi không muốn điều tra bất cứ một cái gì nữa đó. Tôi không muốn điều tra. Cái gì đây? Cold elevator. Đây là một cái... đây là một cái thang máy. Bây giờ mình rung quá các bạn ơi. Không biết nó mình đang nói tiếng gì nữa các bạn. Cho tôi vô được không? Hay tôi vô đi. Ôi, anh Billy đừng hù em nha anh Billy. Ơi, anh ơi đừng. Đừng hù em. Vô my god. Vô. Up. Elevator going up. Elevator going down. Ôi giờ đi xuống hay đi lên là do mình tự chọn đúng không hả? Đi ngay về đi xuống chứ đúng không? Thì mình đi lên ta. Cái nhạc này mình nghe nó vui các bạn. Nhạc này nhạc chờ của thang máy. Oh no. Điều này thì không thể tốt được tí nào đó. That can be good. I'm gonna run now. That can be good. Đi xuống được không? Không thể đổi hướng đi khi mà mình đang di chuyển. Oh không. Bây giờ có ai đó, một con ma đó đang phá điện các bạn ơi. Mình nghĩ là mình sẽ lên đường trong ngày hôm nay. Đừng có hù em nha. Ít nhất cũng mở cửa đi, đừng hù. Trái tim tôi. Giờ sao rồi? Looks like I can escape by climbing out the top of the elevator. Ok, giờ mình có thể nhảy ra đây các bạn ơi. Mình có thể nhảy lên đây. Mình sẽ làm ngao các bạn ơi, mình sẽ chui lên đây các bạn ơi. Mình sẽ lên đây hay sao á? Đúng rồi các bạn ơi, lên đây các bạn. Ok. Giờ mình sẽ tìm đường ra. Mà đường ra đâu bây giờ? Mình đường ra nằm ở đâu bây giờ các bạn? Mình cũng biết đường ra nằm ở đâu luôn các bạn ơi. Nghĩ ra ở đây có một cái thang cho mình chứ các bạn. Một cái thang cho mình chứ đúng không? Nghĩ ở đây phải có cái thang. Ở đây có cái dây này các bạn ơi, phải cái dây này không? Hay là đường nào bây giờ nhỉ? Không biết luôn á. Ở đây là mình đang chui ra nè. Ok, ở đây có cái thang các bạn ơi, ở đây một cái thang nè. Một cái dây xích các bạn ơi, lên nào. Ok, giờ đi lên các bạn ơi. Ok, mình sẽ đu thêm cái dây xích này để mình đi lên. Ôi trời ơi, công nhận mình cũng khỏe cơ tay phết rồi các bạn. Thấy không? Quá khỏe cơ tay các bạn ơi. Mình hả? Leo dây xích như này là mình khỏe lắm các bạn ơi, siêu khỏe luôn á. Hay chỉ hy vọng mà đang leo lên giữa chừng nha, đừng có bị hù thôi à. Thiệt sự ngắn cái điều đó lắm các bạn ơi. Giờ sao nữa? Mình lên đây rồi các bạn ơi. Ok, nhảy đây đúng không? Ok, nhảy đây rồi các bạn. Rồi, nhảy đây nào. Rồi ok, mình đã thoát ra được các bạn ơi. Chúng ta đã thoát khỏi được cái tầng hầm. Ai? Đừng làm như thế một lần nào nữa. Đừng. Bùm 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 bùm. Ủa cái tiếng gì, sao lại có cái tiếng này nữa vậy? Tại sao lại có cái tiếng này? Tại sao lại có tiếng nhạc này? Phòng của tiến sĩ Laboratory hay ơi không quan tâm nữa. Tại sao lại có tiếng nhạc này? Đừng có cái tiếng nhạc này coi. Finally. Cuối cùng một cái ai thổi vậy? Ai thổi tắt cái đuốc? Bây giờ nghe tiếng này nữa. Thôi, mình nghĩ là mình bị hù các bạn, nghe mình bị hù rồi đó. Mình chấp nhận bị hù các bạn ơi, mình chấp nhận bị hù. Như thế là mình biết rồi, mình chấp nhận bị hù các bạn ơi, mình chấp nhận bị hù, mình chịu rồi đó.
Mình bó tay trong con chấm VN rồi. Mình chấp nhận bị hù các bạn. Mình chấp nhận bị hù luôn. Mình chịu hết nổi rồi. Mình ghét cái map này quá rồi. I hate you. I fucking hate you. Cái gì đây? Cái gì đây? What the hell is this? Cái gì vậy? Power Brand Field. Cái gì vậy? Brand nè. Fuse nè. Cái này cái gì vậy? What the hell? Tại sao cái ông tiến sĩ này làm lần hai nhân quái vật gì các bạn coi nè. Bốn con quái vật các bạn ơi. Rồi đừng nói lên là mình sẽ bị dí với vật đó nha. Cái ông tiến sĩ này làm những chuyện kinh khủng các bạn. Thôi bị hù, bây giờ sẽ bị hù các bạn ơi. Theo công thức của mấy trò này á, bây giờ mình sẽ bị hù. Ồ. Có việc một có một cây dao, một cây cưa và một cái kềm. Ôi. What was that? Cái gì vậy? What is happening to me? Cái máy điện cái gì đây nè? Please. Làm ơn. Don't hurt me. Làm ơn đừng làm hại tôi. Còn sống hả? Why are you calling me doctor? No. Could it be? No, could it be? Can't be. It can be. Ew. What the hell? What the hell? Oh my god. Tại sao thằng Steve? Thằng Steve này bị. Bị. Rồi. Rồi, ok. Vậy là mình hiểu các bạn ơi. Mình đã hiểu mọi thứ rồi. I feel alive. Ok các bạn ơi, cuối cùng kết thúc các bạn. Vậy thì á, theo như dựa vào cốt truyện các bạn ơi, thì sau cùng tất cả mọi thứ á đều là do mình bị mất trí nhớ các bạn. Cái anh chàng á mà kêu mình tới giúp mình khám phá vụ án tại sao cái văn phòng của anh ta. Cái gì vậy? Cái quán này từ mình nghĩ là mình tắt nhạc này các bạn ơi. Mình sợ nhạc này mình bị dính bản quyền lắm luôn á. Nói chung các bạn ơi, là sau khi mình tìm hiểu nãy giờ mình đã hiện ra rằng á, là cái anh chàng này các bạn ơi, anh ta chính là một trong những người làm thợ, người làm búp bê đó các bạn. Và anh ta chính là người xấu đó các bạn ơi, đúng rồi đó. Anh ta chính là người xấu. Sao ở đây là xuất hiện một cái bông hoa đây. Nói chung á, thì cái anh chàng này các bạn ơi, anh ta chính là người xấu và anh ta chính là người đã giết tất cả mọi người để biến thành những con búp bê các bạn. Và mình nói thẳng luôn, bây giờ là mình mệt quá rồi, mình ghét cái cung này kinh dị luôn. Và bây giờ mình nghĩ phải tạm thời mình sẽ dừng lại mẹ ở đây. Thì ok các bạn ơi, nếu như bạn thích clip này các bạn ơi, hãy cho mình một lượt like nha các bạn. Nếu như bạn chưa hề đăng ký với mình luôn nha, hãy cho mình luôn cảm ơn đăng ký. Và còn lại phần còn lại các bạn ơi, hãy nhớ bình luận với dưới xem thích hay không nha. Bây giờ hẹn gặp lại các bạn, mình té đây các bạn ơi. Goodbye, bye, yes or two. Mình nghe cái map này kinh khủng các bạn ơi, khổ quá đi mất.